David Beckham là khách mời đặc biệt của VinFast tại Paris Motor Show. Theo thông tin từ VinFast, David Beckham sẽ là khách mời đặc biệt của hãng tại Paris Motor Show 2018 diễn ra vào chiều ngày mai, ngày 2 tháng 10, nơi hai mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 lần đầu ra mắt công chúng. Siêu sao điển trai, phong cách lịch thiệp và đầy nam tính như David Beckham được xem là lựa chọn phù hợp cho VinFast. Bên cạnh David Beckham, một trong số khách mời khác cũng góp mặt tại gian hàng VinFast tại Paris Motor Show chính là Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu My. Quay lại với bộ đôi xe sedan và SUV của VinFast, cả hai đều được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0 lít đi kèm hộp số tự động 8 cấp ZF. Bản sedan sử dụng hệ dẫn động cầu sau với công suất 175 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm và 228 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Trong khi đó, bản SUV dẫn động cầu sau hoặc tùy chọn 4 bánh và 228 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Trước đó, VinFast cũng công bố tên gọi chính thức của xe Lux A2.0 cho dòng sedan và Lux SA2.0 cho dòng SUV. Lux là tiền tố trong từ luxury với ý nghĩa sang trọng, đẳng cấp, định vị phân khúc cao cấp của dòng xe đầu tiên do VinFast sản xuất. Trong đó, Lux A2.0 và Lux SA2.0 là hai mẫu xe mở đầu. Tiếp sau chữ Lux là chữ A, ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái alphabet mang nội hàm đa nghĩa. A vừa biểu đạt cho sản phẩm hạng A tiêu chuẩn quốc tế, vừa thể hiện mục tiêu vươn lên để trở thành công ty sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam của VinFast. Đặc biệt, chữ A hàm chứa khát vọng tiên phong của VinFast trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô, hướng tới mục tiêu phát triển thành hãng xe hơi toàn cầu. Hậu tố 2.0 ở tên gọi, ở cả hai mẫu xe đều là thông số kỹ thuật, thể hiện dung tích động cơ từng xe. Phân biệt giữa hai dòng sedan và SUV là ký tự S, nằm giữa tiền tố và hậu tố của dòng xe thể thao đa dụng SUV Lux SA2.0. Mẫu sedan Lux A2.0 và mẫu xe thể thao đa dụng SUV Lux SA2.0 sẽ chính thức ra mắt công chúng và giới chuyên môn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018 tại Paris Motor Show 2018. Bản thương mại của Lux A2.0 và Lux SA2.0 sẽ dự kiến được tung ra thị trường vào quý 3 năm 2019.